Thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh channel của Kim Minh Washington DC nha. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về một cái tiêu đề mà mình nghĩ là các anh sẽ rất là quan tâm. Đó là những điều ngớ ngẩn của người phụ nữ khi mà thích ai đó là họ sẽ làm. Và mời mọi người cùng theo dõi video nha. Cái điều đầu tiên mọi người biết là gì hay không? Đó là một cái điều mình cảm thấy cực kỳ ngớ ngẩn mà cái thời gian mà khi mình còn bé đó các bạn, có lẽ mình đã mắc phải rồi, và mình cũng thấy rất là nhiều người giống như mình vậy các bạn, là mắc cỡ ngại ngùng kể cả khi người ấy không để ý đến mình. Rất là ngộ, nhiều khi cái người ta đến nhà chơi hay là mình gặp người ta ở ngoài đường, cái tự nhiên mình thấy ngại ngùng, mà trong khi đó họ không biết mình là ai, họ không quan tâm, họ không có nhìn ngó mình là mình đang buồn, đang vui hay đang mắc cỡ như thế nào đó, họ không quan tâm. Nhưng mà cái người phụ nữ họ lại ngại ngùng các bạn. Họ rất ngại, tự nhiên cái mắc cỡ và que quẩy rồi xong rồi cái trốn né, hoặc là không dám nói chuyện, hoặc là ngồi cười mỉm chi một mình đó các bạn. Đó là những cái biểu hiện mà mình lớn lên, khi mình lớn lên mình bắt đầu mình cảm thấy là đó là một điều cực kỳ ngớ ngẩn của người phụ nữ luôn. Điều thứ hai, đó là các bạn biết là cái gì hay không? Là tặng quà cho anh ấy để gây sự chú ý. Đó là một cái mà mình thấy những người con gái mới lớn luôn tạo một cái sự chú ý bằng cái cách là tặng quà cho người ấy để cho người ấy chú ý đến mình. Và bây giờ khi mình lớn lên và qua rất là nhiều mối tình thì mình mới biết được là điều đó cực kỳ ngớ ngẩn. Đó là những cái việc đó là dành cho phái nam, và mình là người phụ nữ, mình là một nữ, đó là phái đẹp. Phái đẹp thì hãy để đàn ông chinh phục. Mình là phái yếu thì mình hãy để cho người đàn ông chinh phục mình, và họ chứng tỏ được những cái mạnh mẽ trong cái phái mạnh của mình, và họ chinh phục người phụ nữ. Nhưng ở đây mình lại là người ta gọi là cột đi chìm trâu, chứ ai đi trâu ai đi tìm cột bao giờ. Đó là theo kiểu là bây giờ mình lại trâu, mình lại đi tìm cột. Nhưng mà thật sự người xưa họ nói rất là đúng các bạn. Cho nên mình cảm thấy là những cái điều này nó cũng khá là ngớ ngẩn, cho nên đừng làm nha. Điều thứ ba đó là hay tạo cái sự chú ý với cái người đàn ông. Ví dụ như là đi ngang cái nơi anh làm việc, dù đi ngang đó không có làm gì hết, đi ngang cái nơi anh làm việc chỉ để anh nhìn thấy mình và anh làm quen mình thôi. Hoặc là có thể là đến một cái nơi mà anh thưởng cà phê chỉ để là ngồi nơi đó, để ngồi một góc nào đó để cho anh có thể là nhìn thấy mình. Đó là một cách là mình thấy là người phụ nữ lúc mà họ thích ai rồi, cái họ vô cùng ngớ ngẩn mà họ không nhận ra. Sau khi sự việc đó xảy ra thì suy nghĩ lại là bắt đầu mới thấy mắc cỡ. Mà các bạn biết không, mình đã từng nghe ở trên một cái kênh YouTube cũng khá là lớn và nổi tiếng, và họ đã từng kể những cái câu chuyện và lúc mà khi mà họ còn trẻ đó, họ thích một cái người con trai, là họ cũng có những cái biểu hiện giống như vậy đó các bạn. Mà mình thấy những cái điều ngớ ngẩn đó, nhưng mà nó cũng khá là đáng yêu. Đến khi hiện tại bây giờ mình lớn rồi thì mình cũng cảm thấy là những cái điều ngớ ngẩn đáng yêu đó không nên làm, nó rất là mất mặt các bạn. Và mình khẳng định với mọi người luôn là những cái điều đó nó sẽ không mang đến kết quả tốt, hoặc là nó sẽ không mang đến những cái kết quả mỹ mãn cho mình đâu các bạn. Rất ít cái số lượng mà cái người mà họ làm như vậy và người đàn ông chú ý đến mình rất ít được thành công và chung đôi với nhau. Thường thì những người đàn ông đó sẽ rất là coi thường mình và họ sẽ không có chú ý tới mình. Cái điều này là mình thấy là rất là muối mặt đây. Các bạn biết gì không? Là cố gắng ăn mặc hở hang và khoe đưa trước mặt anh ta để cho anh ta chỉ có thể, ví dụ như chỉ vì một cặp ngực hoặc là một cặp mông, và nhiều khi cố tình đưa những cái bưởi đồ vô mặt người ta đó các bạn. Nó làm cho cái người của mình nó rất là hạ thấp danh dự cũng như là hạ thấp cái nhân phẩm của mình. Nhưng mà đến khi mà cái người phụ nữ mà họ thương cái người đàn ông hoặc họ thích cái người đàn ông mà họ bất chấp hết các bạn, và họ không có biết được là những cái gì họ làm nó không có thật sự là tốt và nó rất là ngớ ngẩn. Kể cả những đứa mà mới lớn hoặc là ở ngoài người ta nhìn vào là họ thấy được là cái điều mà người phụ nữ đó muốn là gì. Và mình thấy là nên tránh, và mình bảo đảm là sau video này sẽ có rất là nhiều người thấy những điều mình nói nó thấp thoáng đâu đó trong quá khứ của mình.
Điểm cuối cùng, các bạn biết đó là gì hay không? Mình thấy có rất là nhiều, và thường là nó nằm ở những cái lứa tuổi mà mười mấy á, đang phát triển á. Đó là chụp hình với bạn trai đó và cố tình cho mọi người hiểu lầm anh ấy là bồ của mình. À, mình thấy rất là nhiều các bạn, và bây giờ mình nghĩ là kể cả những cái người mà lớn tuổi hay chững chạc đi chăng nữa, khi mà họ thích ai rồi đi chăng nữa là họ cũng sẽ có những cái điều ngớ ngẩn như vậy. Xong rồi có ai mà hỏi hoặc là chỉ là đôi khi mình chỉ yêu thầm người đó thôi, nhưng mà mình chụp hình được anh ấy cái mình để trong điện thoại của mình, cái xong cái ai có hỏi thì mình nói là, ai mà có hỏi là ủa bạn trai mày hả gì đó thì họ sẽ không trả lời, nhưng mà họ họ cứ để một câu hỏi mở như vậy để cho mọi người muốn nghĩ sao nghĩ đó các bạn. Đó mình thấy rất là nhiều nha mọi người, và mình thấy sau khi mà trải qua những cái điều mà trong cuộc sống này rồi thì mình cảm giác như là khi mà người phụ nữ yêu các bạn họ ngớ ngẩn vô cùng, và đó là trong những cái điểm mà ngớ ngẩn của người phụ nữ khi mà họ thích ai và họ muốn giống như là họ muốn thổ lộ tình cảm nhưng mà họ không dám sấn tới, nhưng mà họ cố tình làm như vậy đó để cho người đàn ông họ biết được là tôi đã thích anh rồi đó, anh hãy tiến tới với tôi đi, giống như vậy đó các bạn. Nhưng mà mình cảm thấy nó cực kỳ là ngớ ngẩn nhưng mà nó cũng khá là đáng yêu đúng không mọi người? À, cho nên ngày hôm nay mình làm video này chia sẻ với tất cả mọi người để cho mọi người xem và hiểu hơn về cái khía cạnh của người phụ nữ. Đôi khi mọi người nói là cái người phụ nữ rất là khó hiểu. Đúng, thật sự nhiều khi chúng tôi còn không hiểu chúng tôi đang làm gì nữa mà. À, mong là những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay để góp thêm một cái phần nào đó để cho các bạn hiểu hơn về tính cách của người phụ nữ. Thông tin này có thể giải mã một số ít thôi nha các bạn, một số ít về cái tính cách của người phụ nữ thôi. Mong là các bạn thích video của mình ngày hôm nay. Nhớ đừng quên đăng ký, like, subscribe, ủng hộ cho kênh. Và hãy bấm luôn cái chuông để khi mà mình up video các bạn sẽ là người đầu tiên xem video của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Bye.